Chào các bạn, có một số bạn hỏi mình là ví dụ như là cái máy tính đồng bộ của các bạn ấy nó bị hỏng nguồn nhưng mà các bạn không có cái nguồn thay, thì các bạn có thể sử dụng được cái nguồn ATX của những cây Đông Nam Á to như thế này để các bạn lắp vào được không? Thì hôm nay cái clip này thì mình sẽ làm thực tế để cho các bạn xem nhé. Ví dụ là cái cây đeo này nó đang bị hỏng một cái nguồn này đi. Đây là cái nguồn của nó này. Cái nguồn của nó thì các bạn chú ý này, ở đây nó có cái rắc là 24 pin ở đây. 24 pin là có 24 lỗ này, các bạn đếm là có 24 lỗ này. Đấy là cái rắc của nó là cái thứ nhất. Cái rắc thứ hai là rắc cái này, là cái rắc của cái rắc nguồn CPU, nó có 4 cái lỗ đây. Thì đây là cái nguồn của cái con đeo này nhá. Còn đây này, đây là cái nguồn Đông Nam Á này, là chúng ta lắp cho những cái cây to này. Thì các bạn nhìn này, nó cũng có cái chân này, nó cũng có cái chân 24 pin đây. Và các bạn tìm nó cũng có cái rắc chân 4 pin của CPU đây. Bây giờ chúng ta sẽ thử cắm nhá. Đầu tiên mình sẽ cắm vào cái CPU này, cắm vào rắc CPU này. Tiếp theo cái rắc 24 pin này thì mình sẽ cắm vào cái chân 24 pin của cái chiếc đeo này. Đèn sáng rồi này. Còn cái rắc nguồn đây, cái rắc nguồn là cái rắc chân bẹt này này. Thì cái này nó cũng có đúng không? Cái chân bẹt này thì chúng ta cắm vào cái rắc của ổ cứng thôi. Đấy, thì như vậy là chúng ta vẫn có thể cắm được các cái dây đúng không? Chúng ta cắm được các cái dây. Mặc dù là cái này nó hơi to thì chúng ta không đút được vào đây thôi. Nhưng mà bây giờ mình sẽ thử bật máy để xem nó có lên không nhá. Bật máy này. Các bạn thấy nguồn nó quay rồi này. Màn hình nó lên này. Đây. Đấy, màn hình nó lên, nó đang vào win đây. Tức là mọi thứ nó đang sử dụng bình thường đúng không? Nó chỉ có khác là chúng ta thay cái nguồn khác thôi. Nhưng mà khi mà các bạn muốn thay như này thì các bạn phải lưu ý nhé. Là những cái nguồn Đông Nam Á như này này, thì cái chân của nó toàn là cái chân như này thôi. Toàn là chân 24 pin như này. Cũng như là cái chân CPU nó như này thôi. Có cái thì nó 8 pin nhưng mà chủ yếu là các cái chân nó như thế này. Thì nếu mà các bạn muốn thay được ấy, các bạn muốn thay được ấy, thì cái những cái nguồn của cái đồng bộ ấy thì nó cũng phải có những cái chân như vậy thì các bạn mới có thể cắm được. Chứ có những cái đồng bộ thì nó không có 24 pin như này đâu, nó chỉ có 8 pin thôi, hoặc là nó chỉ có cái rắc 4 pin thôi, là nó cắm một bên thôi, thì các bạn sẽ không thay cái này vào đâu. Trừ khi các bạn phải dùng những cái đầu chuyển đổi, thì nếu mà các bạn dùng đầu chuyển đổi thì nó rất là ngàn. Còn những cái nguồn đồng bộ của nó kiểu như này nhá, đây nó có những cái chân giống như là những cái Đông Nam Á như này này, hoặc là những cái chân CPU như này này, thì các bạn cũng có thể thay thử như của mình và các bạn cũng có thể sử dụng được như này đây. Ok, thì đấy nhá, đấy là cái câu trả lời của mình cũng như là mình làm thực tế cho các bạn để các bạn biết được là chúng ta có thể sử dụng những cái nguồn của cây Đông Nam Á, nguồn ATX này để thay cho những cái nguồn của cây đồng bộ không. Câu trả lời là có thể các bạn nhé, có thể thôi, một vài trường hợp là có thể, tuy nhiên là nó hơi bị to thì các bạn cần phải chế chọn kiểu gì để cho nó vừa, chứ còn không thì các bạn phải để như này để các bạn dùng. Đấy, các bạn có thể dùng tạm, còn cái này các bạn mang đi sửa. Ok, rồi thì đấy là chia sẻ của mình hôm nay. Các bạn có chia sẻ thì thêm các bạn comment xuống dưới nhé. Chào các bạn và chúc các bạn sẽ xử lý được cái nguồn của bạn thành công. Bye các bạn.